Hello anh, hello mọi người. Ấy hàng cổ thì em nhiều, nhưng mà cổ mà hiếm lạ thì độc thì em có mấy cây đây. Thì nay em giới thiệu luôn cho anh cùng với mọi người cùng xem. Mọi người cùng xem trên tay em đây. Đây là cây Sterling bạc khối 1950S, trong tình trạng là mới nguyên hộp luôn. Hộp da xanh nè, có bao. Đây, bạc khối 1950S, một đáy nó sẽ ngang như thế này, bản lề 5 chấu, trong tình trạng mới chưa sử dụng. Cái này thì để lâu nó lên nước thôi, bạc này thì lâu lâu nhanh lắm. Đấy, sử dụng ruột 1950S luôn. Đây, bản lề đặc biệt của dòng thời đó là nó sẽ khoan mỗi trên dưới mỗi cái ba chấm như thế này. Có thể là thời điểm đó là hàn nó không được ấy lắm nên thành ra nó phải gia cố bằng kiểu đấy. Đấy, mới nguyên hộp đó là một. Cái thứ hai đây, cây này là cây đầu tiên của Canada. Có thể là nó là cũng một dạng như là chạy thử nghiệm thôi trước khi mà sản xuất chính thức ra thị trường. Đây, cây Canada Bạc Pen 1949, đúng năm thành lập và nhà máy Canada luôn. Cái nhà máy Canada này thì đóng cửa 2003. Đây, cây này cũng trong tình trạng mới nguyên hộp luôn. Đấy, ruột Bạc Pen Niken, chất liệu Niken mới mới nguyên hộp luôn. Niagara Pen. Những cây bạch pen này thì bây giờ trên thị trường mình kiếm rất là khó nhé, không phải dễ săn đâu. Tiếp theo cây này đó, đây đây trên tay đây, cây này là 1947, bản lề 3 chấu, chất liệu là vỏ bằng niken, vỏ niken mạ rôm, ruột niken luôn. Đây, bọc này chống chày đấy. Nó sẽ có những cái vết bảo quản và vận chuyển sơ sơ như thế này, không có đáng kể, trong tình trạng mới luôn. Đây, em chêm cho nó khỏi xước ruột đấy. Mới nguyên hộp, ruột niken, vỏ niken mạ rôm, bông cuộn. Hầu như những cây này thì cũng có thể tìm được nhưng mà sẽ không có nhiều, sẽ không còn nhiều. Nó từ năm 1947 tới bây giờ mà chỉ để trưng tủ thôi. Tiếp theo đây là cây Masonic 4749, trong tình trạng mới nguyên hộp luôn, bản lề 3 chấu, mới keng luôn, keng sven, một đáy ba hàng chữ, sử dụng ruột niken để lâu không dùng lên mốc xanh luôn này, anh em thấy không? Trong tình trạng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đấy, đều cho em như thế này, chống chày uống bảo quản biết bao nhiêu năm mà. Đấy, 47 49 tới bây giờ. Đây, hiện tại em là trên đây là em giới thiệu về bốn cây đúng đủ tiêu chí luôn, vừa cổ này mà vừa hiếm này. Cổ thì chưa chưa thể nào nói cổ được tại vì chưa đủ 100 năm nên mình nói là xưa thôi. Vừa xưa mà vừa hiếm, giá trị sưu tầm cũng như là giá trị quà tặng rất là cao. Đấy, anh em yêu thích mẫu nào thì cứ comment cho em, hoặc là vào cái tiểu sử TikTok ấy, có một cái đường link anh em bấm vào đấy, trong đấy em có để đầy đủ hình ảnh thông tin các kiểu ở trong đấy, hoặc là cứ call cho em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video, tạm biệt anh em nha.